Hôm nay hôm nay chúng tôi có nhiều rất quan trọng. Đó chính là nhiều gì vậy? Đó chính là gỡ rối tâm tư tình cảm của tuổi mới lớn. Tôi thấy mình lỗ không vậy? Các lại má, giới thiệu lại đầu đi, nhanh lên. Mình đều hơn xíu luôn, Dạ, dạ, dạ. Mình hợp nhau tí nè, như kiểu là cũng e chô vậy đó. Chưa hả? Không. Hôm nay chúng mình có nhiệm vụ rất quan trọng. Đúng rồi. Đó chính là. Đó chính là gì ạ? Đó chính là gỡ rối tâm tư tình cảm với tuổi mới lớn. Ê, có mình lỗ không vậy? Diễn lại giùm cái má. Lộn chủ đề rồi má, lại, nhanh. À thật ra thì hôm nay tụi mình chơi một trò chơi có tên là Keep Talking and... Cái gì? Keep Talking and Nobody Explode. À, cứ giao tiếp thì sẽ không bị nổ. Dịch nó sát nghĩa quá ha. Và mình là Bảo Di. Và Merin. Ủa tưởng Di hạt nhài. Hạt nhài là cái gì? Bảo Di. Mình đọc ngược lại đi. Hạt nhài. Rồi, hãy cùng xem hai chuyên gia gỡ bơm xử lý con game như thế nào nhé. Ok. Vậy thì, let's go. Keep Talking and Nobody Explode là một trò chơi thuộc thể loại phối hợp giải đố. Trong đó, một đội gỡ bơm chuyên nghiệp sẽ có nhiệm vụ gỡ các quả bơm khác nhau trước khi hết thời gian và quả bơm sẽ phát nổ. Mình, Bảo Di sẽ đóng vai trò người hướng dẫn, không nhìn màn hình và đọc bản chỉ dẫn gỡ bơm mà nhà phát hành đã cung cấp. Sau đó, truyền đạt lại thông tin cho Merin, người sẽ theo các chỉ dẫn đó mà gỡ bơm một cách nhanh nhất có thể. Mỗi quả bơm sẽ có các module, hay còn gọi là các phần của quả bơm đó, giải quyết toàn bộ các module, xem như sự gỡ bơm thành công. Ok. Let's go. Rồi vô đi cho anh. Anh sẵn sàng đây. Chuyên gia gỡ bơm đây. Không biết nhìn nha. First bơm đúng không? Đúng. 3 module. 3 module. Rồi, không vấn đề. Let's go. Module là gì? Mới nào. Thì là 3 cái mình phải cần gỡ đó. Đúng vậy. Rồi. Sao tối hôi vậy? Gỡ cầm lên đi lát sáng. Rồi. Chuyên gia gỡ bơm. Vô, tiếp bộ nè. 5 phút. Bây giờ mình gỡ dây trước đi. Đang có 1, 2, 3, 4, 5 dây. 5 dây. 2 dây trắng, 2 dây xanh, 1 dây vàng. Cái gì đọc lại? 5 dây. 5 dây. 5 dây đúng không? 2 dây trắng, 2 dây xanh, 1 dây vàng. Oh my god. À, ủa vậy? 5 giây, 2 giây. Mẹ đi lấy hồi nổ bên sát gì vậy? Thế từ trên xuống là trắng, xanh, xanh, vàng, trắng. Đọc anh cái số serial. Cái số okay, serial okay. Serial là cái số gì từ? Cái số hình như ở bên hông của cái trái bơm như vậy là V80. Ủa? Đúng không? Hay là cái nào ta? Nguyên số dài luôn á, nó ghi chữ serial number á, ở dưới đích. V80FM1. Một, rồi. Dạ, sao dây cuối cùng màu gì? Màu trắng. Cắt gì nào anh Duy? Có bao nhiêu dây đỏ? Không có dây đỏ. 2 dây trắng, 2 dây xanh, 1 dây vàng. Có dây đen không? Không luôn. Cất dây màu thứ hai. Chắc chưa? You sure? Từ từ. Dây cuối là màu gì? Màu trắng. Rồi. Dây yeah, thứ... Cái dây thứ hai. Dây yeah, sure. Dây yeah, sure. Ok. What the fuck? Không được hả? Dây yeah, sai rồi. Còn từ từ, lại nè. Hay là muốn đổi qua cái khác đi? Từ, 5 sợi. Có dây đen không? Không có dây đen. Vậy cắt dây đầu tiên lộn. Cái gì đầu tiên? Sai rồi. Kinh gì vậy? 5 giây. Còn dây cuối màu gì? Dây cuối màu trắng. Dạ, dây không phải này. Rồi. Mà hồi cắt sao mà cắt. Có dây đỏ không? Không có dây đỏ. Rồi. Có dây đen không? Không, đã nói không có dây đen. Thì cắt sợi thứ hai là đúng rồi, tại sao vậy? Ai biết, nhưng mà nó đánh dấu hết
nè. Mấy sợ qua cái kia đi. Ok. Lực đầu phèo quá. Nè, thực tập sinh đi gỡ bơm. Rồi cái nào có bốn cái hình. Bốn cái hình. Bốn cái hình vuông. Hình đầu tiên ở trên cùng bên trái là chữ C, ở trong hình tròn. Hình cái bên là ngôi sao. Bên đây, grab the phone in order to see what appears from top to bottom between the column right. Chữ C ở trong vòng tròn hả? Ừ. Rồi, thấy. Cái bên bên phải là ngôi sao. Ở dưới bên trái là bấm chữ C, khoan khoan, nên đọc đọc hết đều, đọc hết chứ. Cái chữ gì ta? Tôi nhìn giống cái C cái trong vòng tròn. Miệng ủ không? Cái cái chữ đúng leo á, nhưng mà nó xong rồi nó có cái dấu phẩy ở trên nữa. Rồi biết cái đó rồi. Rồi cái bên là nó không biết cái này là cái gì luôn á, nhìn nó giống con dung nhưng mà giống chữ R mà mất cái phần rồi. Dưới à, sơ trong vòng tròn uống dung dung xong rồi sao hai hai được hai mình rồi cái gì cái nút cái nút giấy anh với cái nút abort. Ấn màu đỏ. Thôi nổ rồi. Đè. Nổ rồi. Vô. Rồi lại màn hình nữa nè. Màn hình số 4. Màn hình số 4. Số 4. Màn radar số 4. Từ từ đọc cho anh 4 số đi. 4132. 4132. Rồi nhấn vị trí số 4 là số 2 á. Hả? Nhấn vị trí số 4 là 4132 là số 2 đúng không? Rồi. Em hơi bị lag. Rồi màn hình số 2. 2314. Rồi nhấn vị trí số 4 tiếp. Rồi đúng. Màn hình số 1. Xem label. Nãy em bấm là số mấy nhớ không? Rồi nhấn số 4 này, nhấn số 4, 2, 3, 1, 4 đúng không? Rồi nhấn số 4 này, nhấn số 4 này. À, sai rồi. Màn hình số 2, màn hình số 2. Nó bắt mình chơi lại từ đầu. À, chơi từ đầu hả? Cho em biết. 2, màn hình số 2. Màn hình số 2 rồi, từ từ, 4, 1, 2, 3. Rồi, ráng nhớ dùm nha, 4, 1, 2, 3. Nhấn vị trí số 2, là số 1 á. Rồi, số mấy? Hiện gì? Màn hình số 3, ở dưới là 3124. Rồi, vị trí đầu tiên. Rồi, đúng. Là gì? Số mấy? Số 3. Số 3 đúng không? Rồi, 13, rồi. Màn hình số 1, ở dưới là 1243. Rồi, tìm cái nào nó ghi số 3, nhấn cái đó. Rồi, ok, cái cuối cùng. Hiện cái gì? Màn hình số 2 nè. Hiện số 2. Ừ. Nhấn vị trí đầu tiên, Rồi đúng, còn cái nữa. Hay quá. Gì? Màn hình số 1. Rồi, kiếm số 1, nhấn vô, kiếm cái nào số 1. Rồi, yes. Hay quá. Rồi tiếp tục nè. Lại là bốn cái chữ hình. Ok, hiểu, tiếp đi. Giờ dễ lắm sao ta? Đây là N mà N này nhỏ. Ngược. Xíu cái đầu tiên. Rồi. Rồi chữ C ngựa có dấu chấm ở trong. Ok. Ở dưới là chữ H, nhưng mà chữ H ngoài viết kiểu hơi cong cong. Nó giống chữ X. Hiểu. Đã hiểu, đã hiểu. Có con dấu móc ở dưới nữa. Ok, hiểu luôn. Rồi chữ A nhưng mà nó giống như là cái thang. Hiểu rồi. Rồi biết rồi. A. Chữ dạ, N rồi. Ngược mà không có dấu móc á. Rồi, đúng rồi đó. Rồi chữ H. Chữ C. Rồi tới cái nút mà bấm abort màu vàng. Abort màu vàng. Yes. Có cần thấy nhìn xung quanh nè. Serial nè, có muốn đọc serial không? Được, được, được. Rồi. Đè. Đè nó mới đi, đè đi, giữ đi, giữ. Có thả rồi không? Không, không thả, nó hiện gì? Ủa,
màu vàng, cái thanh màu vàng của mình. Em đang giữ á, okay. Chưa dám buông. 60 giây nữa anh Duy ơi. Khi nào á, mà khi nó đếm lui á, có số 5 hiện ra thì em buông ra. Hả? Cái cao đao á, mà có số 5 hiện ra thì em buông ra. Đang 44 giây, 43. Ừ, tới 35 buông ra. Yes! Quá đẹp lắm. Hai anh em tôi gỡ bơm. Rồi, gỡ bơm cuối cùng nè. Ở trên đây quá nhiều luôn á. Mình gỡ luôn được cái nhẹ. Gỡ cái không sao em, còn thở là còn gỡ. Ừ, đúng. Đúp bồ nhâm mới nhìn. Hai lần đầy sáu. Cái gì? Bơm lẫn lẫn. Gì? 5 phút nhưng mà 6 cái mô đun. Ok, chơi. Lại lên, quen rồi, skip. Ok chưa? Rồi, 1, 2, 3 vô nè. Let's go. Rồi, cái nào dễ làm trước nha. Cái nào okay, mình đã làm rồi thì đọc liền nha. Rồi. Được thôi. Lên đi nào. Sao tao thua vậy? Rồi, cái nút press. Rồi. Hai cái nút luôn. Một cái màu trắng, press. Ủa, hai nút hả? Bây giờ mình làm cái nút màu trắng trước nè. Ok. Có bất kỳ nơi nào nó hiện cái chữ car không? Rồi, phải thấy. Nhìn xung quanh, coi. Có bất kỳ nơi nào hiện chữ car không? Từ để em coi. Chữ... có. Rồi. Car, xe đúng không? Ừ, xe. Rồi, à. Đè giữ. Hả? Đè giữ. Cái nút đó giữ không? Đè cái nút quay giữ. Giữ đến trắng. Khi nào? Đè đi rồi nó hiện gì? Màu đỏ. Màu đỏ. Có thải ra không? Nhìn cái cao đao khi mà nó có bất hiện bất kỳ số 1 nào thì buông ra. Yes! Tiếp chữ hôn. Hôn màu gì? Màu đỏ. Bấm xuống buông ra liền. Tức là nhấp á. Ok luôn. Rồi, tiếp. Rồi, cắt dây. Màu gì, bao nhiêu? 5 giây. 5 giây. 2 xanh, 1 đỏ, 1 trắng, 1 đen. Đen cuối cùng. Sure. Rồi. Are you nhìn. Sure? Không, từ từ. Đen cuối cùng đúng không? Đúng rồi. Rồi, tìm cái số serial á. Nữa hả? Đọc anh số serial. Cái không, coi số cuối cùng của số serial là số gì? Chữ cuối cùng. Số 5. Số 5, rồi. Cắt. Có bao nhiêu dây đỏ? Một dây đỏ. Mấy dây vàng? Không có dây vàng. Rồi, cắt cái dây cuối, cắt cái dây thứ tư. 1, 2, 3, 4. Cắt. Yes. Tiếp. Hay tiếp. Rồi. Tiếp. Từ, còn mặt sau. Rồi lại dây tiếp tục nè. Dây bao nhiêu dây? 4 dây, 3 xanh, 1 vàng. Dây cuối cùng là gì? Màu xanh. Có bao nhiêu dây màu xanh? 3 dây màu xanh. Có bao nhiêu dây màu vàng? 1 dây màu vàng. Sao thấy anh tôi ngồi? Dây cuối cùng màu gì? Dây cuối cùng màu gì? Màu xanh. Rồi, cắt dây thứ 2. Yes. Rồi, tiếp. Rồi, lại hình nữa nè. Hình. Nhìn hình chữ. Anh biết cái hình nè. Cái chữ mà người á mà biết tắt gì á? Sao ta? Thôi để diễn tả đó bằng cách khác á. Chứ là anh biết tiếng Trung mà viết chữ rồi rảnh. Xong rồi ngôi sao màu trắng. Từ ngôi sao màu trắng rồi thấy. Lại cái miệng ú nữa. Ú rồi thấy không rồi. Với lại cái chữ R mà mất cái chân ở dưới. Đó. Rồi ú trước. Ủa chứ. Rồi. Cái đầu què. Đầu què. Đầu bị què mất cái chân. Rồi. Người rồi mới sao. Rồi, sáu. Rồi tiếp tục nữa nè, lại là chữ nữa nè. Chữ tiếp. C ngược dấu chấm trên giữa. Quỷ. Ngôi sao màu trắng. Ok, ngôi sao màu trắng. Chữ E ngược có hai chấm trên đầu. E ngược chấm trên đầu rồi cuối cùng là. Cộng lông. Rồi, dạ. rồi
E hai chấm cho đầu. Yes, đúng. Xe ngược có dấu chấm. Yes. Cộng lông. Ngôi sao màu trắng. Em diễn tả dễ hiểu phải không? Đúng, quá dễ hiểu. Dễ hiểu. Nhìn nghe là biết luôn. Không thể nào dễ hiểu hơn. Dễ mà. Yes, diffuse. Chúng tôi đã gỡ bom thành công. Một phút. I need more bơm. Tôi cần nhiều bơm hơn nữa. Tôi cần khó hơn. Mấy cái này dễ quá. Tôi cần nhiều bơm hơn nữa. Bơm đâu? 4 module. Mấy module cũng chơi. À. Cái nào quen làm trước, cái nào quen làm trước. Ừ. Vô liền nè. Quá đỉnh. Dễ quá anh nhỉ. Đúng rồi, game dễ. Mở đèn lên. À, mình lại tiếp tục chữ nữa đi. Chữ lại. À, chữ bờ viết thường, trong đó có chữ T. Hai cái chữ ghép vô. Rồi, hiểu. Rồi cái gì mà chữ Y gì có ba cái cộng gì anh đã nói có hình tam giác ở trên á. Xong bắn ra ba cái, rồi biết luôn, hiểu rồi. Chữ D ngược. B ngược, ok. Cái nút son gì đó. Ừ, rồi dấu chấm hỏi ngược. Rồi. B ngược trước. Đúng. TB. TB. Rồi, tam giác bắn về ba hướng. Rồi chấm hỏi ngược. Đúng. Tiếp. Rồi cái nút press màu vàng. Nút press màu vàng. Nó ghi chữ press hả? Đúng. Cái kia mình nhấn đi. Nhấn đúng không? Hold. Hold. Đè đi, đè nó. Đè nó. Rồi. Màu gì? Màu vàng. Khi mà đồng hồ đếm số 5 ở bất kỳ cái gì á, buông ra. Yes. Ok. Mình tới nút 4 màu nè. Nút 4 màu hả? Cái hình thôi mà có... Ok, biết rồi. Biết cái đó rồi. Nó mới nhấp màu xanh, xanh lá. Mới nhấp màu xanh lá một lần. Đấy, lần thứ hai rồi nè. Từ. Chịu lắm. The original button we flash with a binary repeat signal and this is the one you correctly enter the sequence until the model in this arm. When the four curve we flash, rồi. Bây giờ mình vận dụng tiếng Anh. Rồi. Nhìn số serial number. Ok luôn. Nó có nguyên âm không? Nguyên âm là gì không? Ê bãi. Đúng không? UEA. Rồi, không có nguyên âm đúng không? Không có nguyên âm đúng không? Đúng. Rồi. Nó đang chớp màu gì? Chớp màu xanh lá. Rồi. Từ từ rồi. Mình vận dụng tiếng Anh nè. Chớp màu xanh lá. Rồi. Nhấp vô màu xanh lá một cái. Một cái. Rồi. Nó lên màu vàng, Xanh lá vàng. Từ từ, nhìn. Từ từ. Nhìn một lát. Rồi, nhấn cái nút màu xanh là cái nút ở dưới cùng á. Nhấn vô. Xanh lá. Nhấn vô. Xanh lá đúng không? Rồi, nhấn vô. Rồi. Rồi, đang chấp màu gì? Đợi xíu. Lại là xanh lá vàng. Hả? Xanh lá rồi vàng. Xanh lá rồi. Là mình nãy mình nhấn vô cái gì á. Nãy mình nhấn vô xanh lá. Là nó hiện cái màu vàng. Giờ vàng nhấn vô xanh lá. Là nó lại hiện màu. Nó vẫn là xanh lá vàng. Xanh lá vàng. Xanh lá hay là sao? Xanh lá vàng. Nghe không? Nếu mà không ổn mình qua cái... Từ, cái cuối là... Rồi. Nhấn cái nút ở trên cùng. Xanh. Ừ. Sai rồi. Thôi mình làm cái này đi. Cái gì? Cái này có bảng chữ. You are. Ở dưới có 6 cái lựa chọn. Yes, nothing, right, ready, what, okay. Cái gì vậy? Hiểu không? Rồi bên cạnh nó có 3 cái đèn.
ở dưới là 4, là 46 chữ đúng không? Đúng rồi. Ở trên hiển gì? You are. Page on the display. You are. Rồi. You are rồi. Cái chữ bên tay phải dưới cùng là gì? Ok. Yeah. Không hiểu. Read the display. Thôi, the one to determine which button label to read. Xong rồi đấy. You done. You done. Đâu được. Này thì. Ủa cái đó khó quá ta. Vậy. Cái đó khó quá vậy ta. Ngồi nghiên cứu lại tài liệu nè. Không. Lần cuối. Simo, dậy múa đi. Sao lại không múa? Dậy múa đi chứ. Ok, vô. Mở đèn lên coi. Rồi, chữ trước đi ạ. Chữ. Để cái này có vẻ ổn hơn nè. Lên 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 lên. Cái cây đinh, cái gì đó quên này. Đinh ba. Cái đinh ba. Rồi, chữ A chữ E. A E. Rồi, chữ E ngược, hai chấm. E ngược, hai chấm. Chữ N ngược mà có cái sừng trên đầu. Nhớ không? Rồi. Cái hồi nãy đó. E 2 chấm. Rồi, đúng. A E. Đúng. Tinh 3. Đúng, đúng. Rồi. Tí. Rồi cái chữ hôn. Cái nút hôn màu trắng. Nút hôn màu trắng. Từ từ. Nút màu trắng đúng không? Đúng. Nhìn xung quanh coi nó có cái nào ghi chữ car không xe á. Không có car, chỉ có N, R, T, N, R, N, T, R. Rồi, 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 đè đi. Giữ đến khi nào, giữ đến khi nào. Đè đi rồi coi cái màu gì hiện ra. Màu xanh. Xanh gì? Xanh dương. Rồi, khi mà cao đao xuống bất kỳ số 4 nào thì buông ra. Yes, đúng rồi đó. Mình ấy cái màu trước đi, hình thoi 4 màu. Đúng. Hay là muốn cái thiệt hình? Đi. Nè, đang hiện rồi. Màu xanh, đang hiện màu xanh. Rồi, tìm số serial number, nó có nguyên âm không? Được hả? Có E với U, E luôn. Rồi, có nguyên âm là được. Rồi, màu xanh là gì? Xanh dương, đang nhấp. Nhấp xanh dương. Đang nhấy xanh dương. Nhấp xanh dương thì bấm... Màu đỏ là cái nút mà bên tay trái. Thêm cái nó màu đỏ là được. Đúng rồi đó. Xanh dương đỏ. Xanh dương đỏ. Từ từ. Cái này nhấp cái gì? Xanh dương đỏ. Có nghĩa là nãy xanh dương rồi xong giờ nhấp thêm đỏ đó. Hiểu không? Biêu. À, bấm nút màu vàng là bên phải. Nhìn giờ nó đang nhấn nhấp xanh dương là nhấp khác rồi. Xanh dương đỏ. Xanh dương đỏ. Ủa. Mình còn 2 phút nữa. Nhấn dưới cùng. À đúng rồi đó. Rồi gì? Từ từ. Nó chưa nhấp. Xanh dương đỏ. Rồi, nhấn nút đỏ một lần nữa. Sai. Ủa. Còn lần đó thôi. Tại sao vậy? Không hiểu. The original button will not follow under another repeated sequence in order using this color mapping. Màu vàng. Mà tính ra nãy mình mới nhấn màu vàng luôn á. À, tại sao không hiểu cái này? Sao vậy mọi người?